Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video cách sử dụng cái phần xe đẩy mẫu baby màu xanh này nhá. Trước tiên chúng ta sau khi lắp đặt, xem ở cái video trước là cách lắp đặt, thì hôm nay tôi sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng. Để đầu tiên hướng dẫn sử dụng thì các bạn sẽ cho bé vào đây. Bạn cho bé vào ngồi khu vực này và hai chân là ở hai bên ở cái dạng háng ở chỗ này. Sau đó các bạn dựa lưng vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái phần dây cài này. Bé ngồi vào thì mình sẽ cài và điều chỉnh cái dây này sao cho nó phù hợp để ôm sát bé trong quá trình di chuyển, bé sẽ không bị di chuyển lắc lư đằng trước đằng sau nhá. Rồi tiếp theo hướng dẫn qua các bạn sử dụng thì đối với cái dòng xe này thì cái bánh trước đây chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là dễ dàng di chuyển xoay được 360 độ, thuận tiện cho quá trình chúng ta lái di chuyển được thoải mái hơn. Và bánh xe đằng sau, bánh xe đằng sau này thì đang có hệ thống là không xoay 360 độ và định tiến thôi. Và có cái phần đó chính là cái phần khóa cố định bánh xe. Chúng ta khóa như này thì bánh xe sẽ không quay nữa như thế này. Bánh xe sẽ không quay nữa, không di chuyển được nữa. Đó, thuận tiện cho chúng ta không quá trình chúng ta dừng, đỗ hoặc là có một chút độ dốc, chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đó, và khi nào chúng ta không nữa thì chúng ta sẽ dịch lên để nó dễ dàng di chuyển. Dễ dàng di chuyển. Tiếp theo ở đây đó chính là có một cái phần chúng ta rất là dễ dàng sử dụng. Đó chính là cái phần mái che. Cái phần mái che này thì để thuận tiện cho là gì? Để là chúng ta hạ xuống khi trời đó có ánh nắng nhiều thì chúng ta để tránh cái phần ánh nắng trực tiếp vào cái phần da và phần mắt của bé ảnh hưởng. Bé khi nào trời dâm thì mà muốn chúng ta thoáng thì chúng ta có thể gạt lên như thế này. Đó, và chúng ta đấy đi kèm là có một cái phần giá đỡ, bình sữa cũng như là bình nước cho bé để cho bé quá trình chúng ta đi dạo chơi hoặc là đi siêu thị thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Trước đây là chúng tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn một cái video hướng dẫn chi tiết về sử dụng cái phần xe đẩy mẫu baby màu xanh. Chúc các bạn thành công và thực hiện được cái video này.